Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và đứng bên cạnh tôi đây là bác Tám, là chủ đầu tư. Thì cháu xin phép chào bác ạ. Dạ vâng. Thì hôm nay thì bọn cháu làm cái video này để giới thiệu cái công trình nhà mình đến cho mọi người ấy. Thì bác chào mọi người đi. Xin chào các chú các cô trong công ty thiết kế nhà cho gia đình chúng tôi. Dạ vâng, đấy. Rồi cả khán giả cũng xem cái video này của chúng ta nữa bác ạ. Và các khán giả. Dạ, thì hôm nay bọn cháu xuống cái công trình nhà mình ấy để thăm lại công trình sau khi mà bác đã tin tưởng công ty cháu thiết kế. Cái thứ hai là cũng muốn quay lại cái công trình nhà mình, cái sản phẩm trí tuệ của công ty cháu, cũng như là cái sức đầu tư về trí tuệ, cũng như là về cả cái tiền bạc để bác xây dựng nên cái công trình như vậy. Thì xin phép bác giới thiệu qua về cái công trình nhà mình và bác cảm nhận như thế nào khi mà mình tìm đến các cái đơn vị thiết kế như bên cháu để phục vụ cho công trình nhà mình. Cảm ơn các chú các bác trong công ty đã có cái nhiệt tình về trước hết khảo sát xong rồi lên bản vẽ để thợ làm rất là chuẩn, và khi vào cái nhà nó chuông chắn mà nó không lãng phí cái chỗ diện tích ở đấy là cái gia đình rất là phấn khởi ý, mà thợ cứ theo bản kế làm coi như là công ty thế là giám sát cho công trình về thế là khảo sát ngay lúc đầu tiên và lúc xây dựng mà đến hôm nay là đã khánh thành. Thì chúng tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn các chú các bác các cô trong công ty đã nhiệt tình về cái ngôi nhà của chúng tôi là rất là đẹp và có theo cái ước mơ của chúng tôi. Cháu rất cảm ơn bác đã sử dụng cái dịch vụ. Bác nói thế thì cháu nghĩ là bác đang rất hài lòng về công trình nhà mình, đúng không? Từ cái cách đi lại rồi đến cái mỹ thuật. Thế mọi người xung quanh thì có cảm nhận gì về công trình nhà bác không? Tất cả khi bạn bè mấy người thân đến xa gần thì đều đến khen cả. Dạ, và có nhiều cái ảnh mẫu đi các nơi để ví dụ như Ba Vì chẳng hạn là đứa cháu lên lấy cái ảnh mẫu và ở dưới Quốc Oai cũng lấy ảnh mẫu về để và mượn bản thiết kế đấy để về để khảo sát làm đấy, để chuẩn bị cùng tới đây cùng xây dựng tức là hai ba cái nhà cùng cháu cái một cái mẫu đây. Dạ vâng. Năm nay là bác Tám bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là báo cáo với các chú các bác ở trong công ty. Dạ. Sinh năm 1962. 1962. Là năm tuổi hổ. Dạ vâng. Năm nay thì tròn 60 tuổi. Tròn 60. Nhưng mà lại làm được ngôi nhà, hai ngôi nhà thì đẹp. Dạ vâng. Đều có bản thiết kế cả. Dạ. Thế bác thấy là năm nay bác cũng lớn tuổi rồi và cũng va chạm qua nhiều các cái công trình rồi đấy. Thì bác thấy là thuê thiết kế rồi hướng dẫn thi công như thế thì bác thấy có là quyết định đúng đắn không? Đây là một cái quyết định của gia đình rất đúng đắn. Dạ, tìm đến công ty trên mạng chính là đầu tiên không biết đâu. Dạ, mà trong trên mạng cái là bây giờ mới biết cái gia đình mới tìm đến. Dạ. Thế được công ty là đưa thế là về khảo sát luôn. Dạ. Các nhân viên về luôn, đấy là rất hài lòng về cái việc này. Thì cháu rất cảm ơn bác đã sử dụng cái dịch vụ thiết kế của bên cháu và được để bên cháu cùng đồng hành trong cái công trình sẽ tồn tại trong 50 năm 100 năm tới. Dạ. Thì hôm nay cháu cũng có món quà muốn tặng đến gia đình mình. Tôi xin cảm ơn các chú các bác các cô trong công ty cũng đã nhiệt tình và đến giờ là ngôi nhà là không rất là hoàn hảo. Dạ vâng. Mà tin tưởng công ty. Dạ. Thì chúc bác sức khỏe nhé. Hy vọng bác và gia đình. Các chú các bác trong công ty. Hy vọng bác và gia đình sẽ giới thiệu bên cháu đến nhiều người nữa để lan tỏa rất cái vẻ đẹp. Nhiều người hỏi thăm rồi. Dạ vâng. Đến công ty rồi. Thì cháu xin phép bác giới thiệu về công trình nhà mình một chút nhé. Vâng vâng. Dạ vâng. Thì mời mọi người cùng xem qua cái địa thế và cái tổng khuôn viên khu đất nhà bác nằm ở vị trí nào, có đẹp hay không thì mời các bạn cùng đón xem với chúng tôi ạ. Thế các bạn có thể là nhìn thấy phía bên trong kìa là một ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái Thái theo phong cách chữ L cho những cái khuôn viên diện tích vừa đủ. Thì với tổng diện tích phía bên trong là 250m². Trước khi đi vào trong thì mời các bạn cùng nhìn cái phần mặt đường này. Nhà bác thì ngay giáp nhà văn hóa thôn Cánh Chủ nhá. Và ở đây thì mọi người nhìn thấy đây nó là một cái ngã tư rất là rộng. Ngã tư rất là rộng và thoáng. Khi đi vào đầu làng thôn Cánh Chủ là nhìn thấy luôn công trình nhà bác, rất là tuyệt đẹp. Bên trong đây là tổng diện tích 250m² thì chúng tôi bố trí được một ngôi nhà hình chữ L. Với kích thước như nào thì tí mời các bạn cùng vào trong để xem. Và ở đây thì mặt tiền cũng là một khoảng đất khá là rộng. Chúng ta có bờ rào này, chúng ta có cổng này để chúng ta đi vào phía bên trong mọi người nhé. Đấy, hàng rào kiểu thoáng thôi nên là ngôi nhà rất là nổi bật phía bên trong này. Toàn bộ phần sân chúng ta có view nhìn vào trong công trình như vậy. Thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chia sẻ với mọi người về cái kích thước của công trình biệt thự 2 tầng mái Thái này. Tổng chiều rộng nhá,
chiều rộng cả hai gian này này là 9m3 từ tim đến tim. Đấy, và chiều sâu của công trình từ cái cửa chính ở gỗ lim năm, từ cái cột này đến tận cuối công trình là 12,6m. Đấy thì những ai mà có cái diện tích muốn làm tương tự thì mọi người có thể tham khảo về cách bố trí cũng như là cách trang trí mặt tiền của công trình như vậy. Đấy, với tổng diện tích là trên 100m2 một sàn. Đó. Với cái tổng chi phí xây dựng năm 2021 thì tất tật hết tất cả bộ khuôn viên, khuôn viết các thứ là rơi vào 2,2 tỷ. Trong đó diện tích xây nhà thì sẽ đầu tư khoảng tầm 1,8 tỷ mọi người nhé. Đó. Thì mời mọi người cùng xem chi tiết hơn. Đây là mặt tiền này. Mặt tiền này là rộng 5,1m. 5,1m. Chúng ta có 5 bậc bước lên phía bên vào, để 5 bậc để vào phía bên trong sảnh. Và chiều bậc mỗi bậc này là rơi vào trên 30 phân nha mọi người. Bước đi lại rất là rộng rãi. Toàn bộ làm bằng đá. Đó, đá này mọi người nên làm bằng đá tự nhiên nhé. Nó không bị mất màu. Hai bên là trồng hai vị trí trồng cây. Đó, tạo cái xanh mát hòa hợp với thiên nhiên. Bên cạnh đó thì mọi người có thể thấy là cái chiều sâu của hiên này, chúng tôi thiết kế từ tim đến tim là 1m3. Đây, từ tim này vào đến trong mép cửa đấy là 1m3. Hai vị trí cột thì cũng trang trí kiểu phào chỉ to kết hợp với các cái màu sơn để nó nổi bật lên cái cột như vậy. Khi mà mọi người làm cột như này, phào chỉ to như vậy thì nó sẽ không bị bám bụi bẩn. Nó sang hơn rất là nhiều so với những cái phào chỉ nhỏ nha mọi người. Phía trước mặt tiền thì cũng có các cái chỉ âm tường, nó rất đẹp. Đứng ở đây thì rất đẹp này. Mọi người có thể nhìn thấy cái mít ở phía góc vườn, nó tỏa sáng. Tỏa sáng và nó sẽ tạo cái bóng mát cho khu vực sân của chủ nhà. Cái thứ hai là nhà bên này thì cũng là nhà bác luôn nhé. Nhà bác có hai nhà, bên này là hai người con trai luôn. Thì bên này thì do phía bên hông đấy thì bác đã trồng hàng cau rồi, rất là đẹp nên phía bên này bác không trồng cây nữa. Nó tỏa sang và nó yếu tố ngoại cảnh của sân vườn cũng làm tôn lên vẻ đẹp rất nhiều. Đấy là phía bên sảnh chính. Còn đây là khu vực sảnh phụ này. Sảnh phụ này thì sẽ bước vào cái bếp. Đó, bếp cộng ăn. Thì sảnh phụ này thì 9m3 trừ đi 5m1 thì nó còn cái chiều rộng là 4m2 mọi người nhé. 4m2. Có một cửa đi vào khu vực phía bên trong này, cũng bước lên 5 bậc này. Và một cửa sổ để lấy sáng này. Đấy, ở đây mọi người có thể nhìn thấy hai cái cửa lấy sáng cho khu vực phòng khách phía bên trong này. Đấy, rất là mát. Mọi người nhìn thấy ở phòng bếp này cũng có vị trí trồng cây này, kết nối rất là nhiều. Đấy, hiên của bếp luôn mọi người nhé, chứ không phải là tường luôn. Đấy, hiên, rộng rãi trẻ con có thể đi ra ngoài này. Đấy là cái không gian ở dưới tầng 1. Thế còn trên tầng 2 tương tự thì mọi người có thể nhìn thấy tầng 2 của phòng trên phòng bếp. Đó thì ở đây là một cái phòng sinh hoạt chung ở phía bên trên này. Có mái hiên ban công. Đấy, để mọi người trên tầng 2, sinh hoạt trên tầng 2 có thể ra đây vào buổi tối. Đó, để mọi người có thể là ngắm, nhìn ra khu vực phía ngoài mặt tiền. Còn ở phía bên trên tầng 1 thì cũng thế thôi ạ. Các cái hệ thống mái chữ A, cửa thoáng, hệ thống cột, rồi nhiều cái chi tiết trang trí, mái ngói. Đấy, sử dụng hệ thống mái buông, rất là xinh. Thì khi mà mọi người sử dụng đến cái dịch vụ thiết kế của Kisato thì không đơn giản là chúng tôi sẽ thiết kế cho mọi người là chi tiết trang trí bên ngoài như nào. Không đơn giản là màu sơn, không đơn giản là hệ mái, mà chúng tôi còn phải đặt nhà như nào trên khuôn viên khu đất. Đấy, rồi chúng tôi còn phải sắp xếp cái công năng đi lại bên trong nhà như thế nào, về cái diện tích từng phòng, về kê đồ đạc cơ bản. Đấy, để hình thành lên một cái bộ bản vẽ ra như thế này và một sản phẩm thực tế như thế này thì chúng ta cần phải sử dụng công sức của rất nhiều người. Với những cái đơn vị thiết kế thì chúng tôi sử dụng không dưới 15 người cho một cái bộ bản vẽ. Mỗi người lại một chuyên môn riêng mọi người nhé, nên là chuyên môn rất cao. Thế còn không nói đến quá trình thi công. Đấy, lại còn sử dụng bao nhiêu thợ thuyền nữa thì mọi người có thể là công trình xây nhà là một trong những cái việc rất lớn của đời người. Đấy, nên là mọi người nên chăm chút và nên có thời gian chuẩn bị sớm, chứ đừng để vội quá. Quyết định cái gì thì quyết định cho sớm và có sự chuẩn bị kỹ thì mọi người sẽ có một cái ngôi nhà thật đẹp. Thì mời mọi người cùng vào phía bên trong với chúng tôi nhé, để xem cái công năng bên trong nhà gia chủ sử dụng như thế nào. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy bước vào phía bên trong thì toàn bộ ở đây là không gian phòng khách. Rất là mát nhé, theo chia sẻ của bác. Và thoáng, gần như rất nhiều người khen với tổng diện tích là 23m2. Đấy, chiều sâu ở đây là 5m rưỡi nhé. Có một cửa sổ phía bên hông này.
Đấy, và một bức tranh âm tường, một bức tranh âm tường rất là đẹp. Đấy, một bức tranh âm tường yêu thiên nhiên. Ở bên đây là có một chiếc kệ tivi nhá. Ở phía bên trên trần thì không thể thiếu là quạt để làm cho không khí đối lưu cho khu vực phòng khách này. Và hệ thống trần là trần sơn chanh tùng cúc trúc mai. Đấy, bầu trời rất là thoáng. Hai cửa sổ này các bạn có thể nhìn ở phía bên ngoài rồi. Đặc biệt ở cái bức tường trống này thì gia chủ không quên để trang trí những cái bức tranh rồi những cái bằng khen, giấy khen của bác. Đấy, rất là hay nhé, mọi người có thể tham khảo cái cách bố trí cũng như là cách mà để trang trí cho khu vực phòng khách làm sao mà nó loại bỏ đi được những cái phần trống. Đấy. Và đi vào phía bên trong thì chúng ta sẽ có cái không gian phòng bếp cộng phòng ăn. Đấy, phòng bếp cộng phòng ăn. Sau thì vị trí này chính là vị trí bếp này. Hiện tại thì bác đang làm một cái bếp phụ ở phía bên ngoài. Phòng bếp này rất là thoáng mát nhé. Thoáng mát bởi vì nó có hai cửa sổ ở hai bên hông. Vị trí nấu này, vị trí nấu cũng có cửa sổ nhé. Vị trí rửa đồ cũng có cửa sổ nhé. Đấy, đặc biệt là hệ thống quạt trần này cũng rất là mát. Mà chúng ta còn có một cái cửa đi riêng biệt từ ngoài sân vào cái khu vực phòng bếp này. Đó, đấy là khu vực vào. Thế còn cái khu vực ra, rõ ra thì ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy ở cuối cái khu vực phòng bếp này chúng tôi bố trí hai bên. Một bên là hai bên là hai cái phòng vệ sinh. Đó, nên là có thể tắm thoải mái hoặc là đánh răng rửa mặt thoải mái cho hai bên. Thì mọi người nhìn thấy là cái sự tiện nghi ở dưới công trình tầng 1 này. Ở đây thì có một cái cửa sổ lấy sáng cho khu vực hai phòng vệ sinh này nhá. Đấy, mọi người có thích cái cửa sổ này không? Nó hút gió lắm và sáng lắm. Thế rồi đây là cái phòng ngủ duy nhất ở dưới tầng 1. Phòng ngủ này thì không có vệ sinh khép kín. Đấy, phòng ngủ cơ bản thôi với hai cửa sổ. Tổng diện tích của phòng ngủ này thì xem cho mọi người là 12 mét vuông nhá. 12 mét vuông. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cũng rất là đẹp. Dùng hệ thống cửa gỗ. Đó, cửa gỗ khuôn bao rất đẹp, gỗ khuôn bao nhé. Đây là không gian thứ hai và cái không gian thứ ba ở đây thì là vị trí cầu thang để chúng ta bước lên phía trên thôi. Có sử dụng trụ cầu thang bằng gỗ, tay vịn hình tròn kết hợp với kính và bước rất nhiều bậc để chúng ta lên phía bên trên tầng 2. Đó, thì mời mọi người cùng lên phía tầng 2. Trước khi lên tầng 2 đi, đây, để mời mọi người lên tầng 2 đi. Mọi người có thể nhìn sau một thời gian chúng tôi bước lên ở phía trên tầng 2. Mặc dù là mái thái nhưng chủ nhà không muốn sử dụng không gian ở phía bên trên tum nữa. Nên là nhịp cầu thang bên đây là đã cắt lại. Khi mà chúng ta cắt lại nhịp ở cầu thang ở đây chúng ta đỡ tốn chi phí hơn rất nhiều. Cái thứ hai là chúng ta có một khoảng không gian rất là rộng lớn ở phía trước mặt cầu thang này. Đặc biệt là cái phần cửa sổ lấy sáng cho cái khu vực không gian đi kết nối từ tầng 1 lên tầng 2 này mọi người nhé. Đấy, đó là cái khu vực không gian cầu thang này mọi người có thể tham khảo và cân nhắc về việc sử dụng cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3. Đấy, thì giới thiệu cho mọi người phía đằng trước đi. Đấy, phía bên phải của khu vực cầu thang nằm trên phòng khách. Đó chính là không gian phòng thờ. Đấy, phòng thờ phụng rất là rộng lớn. Phòng này thì với chiều rộng và chiều dài, chiều sâu ấy, ngang bằng khu vực phòng khách. Trên này thì sẽ có một phòng thờ, hai cửa sổ rồi. Và hai cửa sổ bên hông nữa, bốn cửa sổ luôn. Và một cửa chính lấy sáng ở toàn bộ khu vực phía đằng trước, bốn cánh bằng cửa nhôm sinh pha, vân giả gỗ. Và khu vực ban công phía đằng trước. Đấy, phần sảnh trồng lên thôi, rất là đẹp và rất là rộng rãi. Sau thì có cái sập thờ hoặc là cửa võng hoặc câu đối cuốn thư. Sau gia chủ sẽ hoàn thiện thêm cho cái khu vực phòng thờ này nó thêm lộng lẫy hơn. Gia chủ có nhu cầu là thiết kế rộng như này để sau sao bố trí mọi người nhé. Đấy là cái khu vực đầu tiên. Còn khu vực thứ hai là phía đằng sau ở trên phòng ngủ 1. Đó chính là phòng ngủ 2. Đó, phòng ngủ trên này thì đã được mở rộng ra hơn tương đối nhiều về một phần của cái khu vực nhà vệ sinh phía dưới. Trên phòng ngủ này với tổng diện tích là 16 m². 16 m², có cửa sổ này lấy sáng rất. Thì kê một cái giường là 1m8 x 2m thì chúng ta vẫn còn trên 1m này. Đấy, chúng ta đi lại thoải mái. Bên này là không gian bàn làm việc này, là không gian tủ này, gia chủ sẽ đóng sau mọi người nhé. Tủ này, bàn làm việc có cửa sổ này. Đấy, thì chúng ta khi mà thiết kế những cái phòng như này thì chúng tôi đã đặt đồ như thế nào cho chủ nhà rồi, sau chủ nhà chỉ việc đóng và đặt vào thôi. Và ở không gian bên này có cửa sổ luôn nhé. Phòng bên này chính là có cửa ngăn cách luôn nhé. Bên này chính là cái không gian của phòng sinh hoạt chung. Đấy, hoặc là sau cũng có thể biến thành phòng ngủ được.
có một ban công đi ra ngoài mà đấy, ở dưới các bạn nhìn đấy, cửa đi ra ngoài ban công rất là rộng, cửa sổ là không thể thiếu rồi. Và đặc biệt là phía đằng cuối, đây là phòng ở trên bếp, phía đằng cuối này thì nhà vệ sinh đã được góp vào đấy, rất là rộng. Toàn bộ cái khu vực vệ sinh này thì mọi người nhìn thấy chúng tôi góp vào thành một cái không gian riêng đó. Ở đây là cái không gian mà cửa sổ lấy sáng cho vực rửa tay, rửa chân các thứ, sau chủ nhà sẽ làm ở đây. Và trong này tách một phòng vệ sinh riêng, một phòng tắm riêng đấy, hoặc là sau cũng có thể biến cái chỗ này thành không gian rửa tay hay là phòng thay đồ. Thay đồ thì phải làm cái màu kính nước khác đấy, mọi người nhé, có cửa ngăn cách luôn này. Đấy, phòng này sử dụng được rất nhiều công năng. Và đấy là toàn bộ cái phần không gian sử dụng bên trong nhà, từ diện tích từng phòng. À đây, diện tích từng phòng này quên chưa giới thiệu cho mọi người. Phòng này thì có cái chiều rộng là 4m2, chiều sâu ở đây là 3m cho cái khu này, 12m2. Còn dưới này là cái khu phòng vệ sinh này thì 2m5 nhân với chiều sâu 4m2. Thì chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người về cái cách đi lại trong nhà này, diện tích từng phòng này, rồi kê đồ đạc cơ bản. Bên ngoài thì mọi người có thể nhìn thấy là cái chi tiết trang trí, cái màu sơn, hệ mái, rồi cửa sổ, đặt nhà như nào trên khuôn viên. Thì đấy là những cái chất xám mà chúng tôi phục vụ cho mọi người. Bên cạnh đó thì còn có kết cấu này, còn có điện nước này, còn có phong thủy này, còn có bóc tách vật tư dự toán chi tiết này, còn có tư vấn vật liệu này, rồi còn hỗ trợ giám sát. Thì những cái thứ đó là những cái bộ bản vẽ mà chúng tôi sẽ phục vụ cho mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video chia sẻ này của chúng tôi. Mọi người có thể thấy được cái sự hài lòng của bác chủ nhà, cũng như là cái mức độ niềm nở của bác. Thì mọi người thấy là bác là rất ưng ý với sản phẩm thiết kế cũng như là sản phẩm khi mà thi công như này. Đấy, thì là rất hợp với cái tâm ý của bác khi trước khi mà chúng tôi thiết kế. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video chia sẻ này của chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video chia sẻ lần sau về các cái ngôi nhà đẹp, về quá trình thiết kế nhà của chúng tôi trên khắp 63 tỉnh thành nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.